Hello my friends, chào mừng các bạn thân yêu đã quay lại với kênh YouTube của mình. Mình muốn cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình từ 0 subscriber và kênh đã có hơn 5.000 lượt view rồi và nhiều tin nhắn cảm ơn của các bạn gửi cho mình là sau khi coi xong có thể tự làm được hồ sơ đi Úc và tiết kiệm rất là nhiều tiền. Lý do mình làm kênh YouTube này là mong muốn giúp các bạn đi sau. Dù giúp được một người thôi mình cũng rất sẵn lòng vì mình biết không chỉ là sang Úc mà khi nộp hồ sơ Working Holiday hay đi du học, các bạn đều có những hoài bão riêng và tấm vé sang Úc sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho các bạn. Mình đọc hết tất cả comment, do đó nếu có thắc mắc gì bạn cứ để lại ở phần bình luận nhé. Nhiều bạn hỏi mình về học barista, pha chế cà phê trước khi qua Úc, nên video này là tâm sự nho nhỏ của mình về quá trình học. Để xem xong bạn có thể hiểu là barista học những gì, học có khó hay không. Mình học để đi Working Holiday Australia nên sẽ hơi khác với những bạn dự định học barista ở Việt Nam. Do đó video này sẽ chia làm hai phần. Phần đầu là so sánh học barista ở Việt Nam với đi Úc khác nhau như thế nào. Phần sau kể về quá trình mình học. Cùng bắt đầu nha. Khi mới học mình cũng lo lắng lắm vì mình không uống được cà phê và cũng không khéo tay nữa. Do đó sẽ có một số bí kíp mình rút ra trong suốt quá trình học để chia sẻ với các bạn luôn. Giống như các bạn chơi game và được hack vậy đó, không cần khó nữa ha. Mình thương các bạn lắm, do đó nhớ nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Barista ở Úc thì có khác gì với barista ở Việt Nam hay không? Chắc chắn là cái việc mà mình làm barista tại Việt Nam và barista tại Úc thì nó chắc chắn nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Nó khác nhau ở đầu tiên là ở cái văn hóa. Thì văn hóa uống cà phê bên Úc là thường nó sẽ là cà phê máy, cà phê pha bằng máy, sẽ có capo, latte, flat white. Còn ở Việt Nam mình thì mình sẽ uống đa số hồi xưa nhờ mình sẽ uống cà phê phin truyền thống là chính. Nên nó sẽ khác nhau về cái dạng như vậy. Rồi còn về cái ở Việt Nam mình hiện tại á, thì vẫn có cà phê máy, nhưng mà cái cách pha của họ sẽ không giống như cách pha ở bên Úc. Thì người Úc họ sẽ uống khác. Thì ở Việt Nam của mình á, thì thường khi mà mọi người uống cà phê máy thì người sẽ uống Robusta và Arabica. Còn bên Úc á, thì họ sẽ uống 100% là Arabica. Thì cái vị của bên Úc á, nó sẽ nhạt hơn so với vị của Việt Nam. Với lại á, là bên Úc á, thì cái quán cà phê nó sẽ rất là đông, cho nên đòi hỏi một cái bạn barista phải làm một công việc, phải pha thật là nhiều ly và chính xác thì mới đáp ứng được. Còn ở Việt Nam mình á, thì một cái quán cà phê thì khi bước vào á, thì cái số lượng mà người ta uống latte capo á, thì nó sẽ rất là ít. Cho nên thường thì ở Việt Nam thì họ sẽ không quá đòi hỏi về cái độ làm một lần quá nhiều ly và chính xác. Bài học đầu tiên là về menu, để xem các thức uống trong menu khác nhau như thế nào, như là cappuccino, latte, flat white, mocha. Mỗi cái sẽ có độ foam, tức là độ bọt sữa, đánh dày mỏng khác nhau. Bài này là học về lý thuyết thì rất là dễ, các bạn xem qua và thực hành nhiều là nhớ à. Nếu mà đi nước ngoài thì các bạn hãy phát âm những tên món cho đúng nha. Mình ví dụ như ở Việt Nam hay gọi là latte, nhưng mà khi qua nước ngoài thì mình phải đọc là latte, hoặc là không có gọi là mocha, mà phải là mocha. Bài thứ hai là đánh sữa để tạo bọt. Phần này rất là quan trọng luôn, quyết định ly cà phê của bạn hình có đẹp hay không, có đúng loại thức uống mà khách gọi hay không. Thì cách làm sẽ để sữa lạnh vào máy, sau đó đánh nóng lên để tạo bọt. Phải đánh làm sao cho bọt mịn, không bị khét sữa. Là latte thì bọt mỏng thôi, còn cappuccino thì sẽ dày hơn. Mới đầu mình học đánh bị thô không à, tức là cái cục bong bóng nó thiệt là bự luôn. Form thì dày cộm, ghê lắm. Mình tập hoài vẫn không có được, và sau đó mình phải chú ý lại là xem là sai ở đâu. Lỗi sai thường gặp sẽ là đặt ca đánh sữa sai góc, dời ca đi xuống hay ly lên quá nhanh. Biết được sai ở đâu rồi thì chỉnh sẽ rất là dễ. Nên bí kíp chia sẻ với các bạn để đánh sữa đẹp là chỉ cần nhớ 4 bước đơn giản: đặt ca đúng vị trí, tạo bọt, cho xoay trộn đều và sau đó là gia nhiệt. Bài thứ 3 là tạo hình, còn gọi là art. Có nhiều hình như là trái tim, cái lá, rosetta hay đôi cánh gọi là wing, và hình bông hoa là tulip. Mới đầu tập đổ thì mình làm rất là xấu, phải nói là như shit đó các bạn. Mình vẽ trái tim mà ai cũng nhìn thành cái mông hết á. Thì nhìn mấy bạn xung quanh làm được hết rồi, mình rất là tủi thân và thấy sự nghiệp học hành của mình thôi rồi luôn. Nhưng mà luyện tập dần sẽ lên tay. Sau khi mình học xong 15 buổi, mình tập thêm 15 buổi nữa. Tuy chưa phải là hoàn hảo nhưng mà đẹp hơn trước rất là nhiều rồi. Thời gian học của mình là khoảng 2-3 tháng.
Nếu bạn nào học cấp tốc á, thì sẽ chỉ cỡ vài tuần tới một tháng thôi là học xong hết rồi. Nên nếu khi học các bạn làm không được, không khéo thì hãy kiên nhẫn cố gắng luyện tập nha. Mình tin là các bạn có thể làm đẹp hơn mình rất là nhiều. Cách để mau làm đẹp lên á, là sau mỗi lần làm mình đều chụp hình lại để xem là mình đổ sữa bị sai ở bước nào, để từ đó thì mình sẽ khắc phục dần dần. Lỗi cơ bản thì sẽ bao gồm là đặt ca đánh sữa sai vị trí, lật ly quá nhanh hay quá chậm, biên độ đổ rộng quá hay là hẹp quá. Cái này nếu mà chưa học thì nói ra các bạn hơi khó hình dung, nhưng mà nếu mà khi các bạn học rồi và chưa có làm được thì cứ bật lại xem video của mình nha. Đây là những kinh nghiệm xương máu mà mình rút ra sau khi học. Các bạn có thể là lên mạng xem để thao tác cho từng hình như thế nào để có thể đổ cho đúng. Và nếu các bạn làm vẫn không được thì cứ hỏi trainer của các bạn. Người trainer giỏi là sẽ là người biết bạn sai ở đâu và chỉnh lại thao tác cho bạn. Bài thứ tư là chỉnh máy cà phê để máy có thể ra đúng cà phê theo công thức của quán. Ví dụ nha, là pha espresso sẽ gồm là 16 gram một cà phê, mình pha ra 40ml nước trong khoảng thời gian từ 25 cho tới 30 giây. Thì mình sẽ học để chỉnh máy sao cho đúng với số gram, lượng nước và thời gian pha. Nếu bạn làm ở quán thì thường máy sẽ set up, nghĩa là họ sẽ cài đặt hết sẵn rồi. Nhưng mà chỗ mình học á, vẫn có học bài này, để lỡ nếu mà hạt cà phê giao tới quán có thay đổi kích thước hay là máy có vấn đề gì thì barista biết cách để chỉnh lại. Mình thấy bài này khá là hay. Bài thứ 5 là phối hợp menu, nghĩa là khách vào quán họ sẽ gọi đủ thứ món và nhiệm vụ của barista là phải kết hợp các món này làm sao cho nhanh và pha đúng số món cho khách. Thì mình nhớ khi học bài này tổng cộng khách gọi 15 món nước và khi mình pha xong á, thì đếm 16 ly lận. Ngoài đời chắc là mình uống ly thứ 16 rồi bù tiền cho quán quá. Thật là rớt nước mắt mà. Tóm gọn lại, học không khó, chỉ cần bạn chú ý khi học và chăm chỉ luyện tập. Khi nhìn những ly cà phê bạn làm được, chắc chắn bạn sẽ rất tự hào vì nỗ lực của bản thân đó. Chúc bạn thành công! Video tới đây là hết rồi, hy vọng giúp các bạn hiểu thêm về học nghề barista. Nếu còn thắc mắc gì hoặc các bạn đã học barista rồi và muốn chia sẻ thêm thì đừng ngại comment dưới video này nhé. Hẹn gặp các bạn trong những video sau nha. Bye!